I don't have any. I'm trying to get that. I'm gonna hand it dirty. I'm trying to get that claw that's still attached to the good thing that it panicked. Lấy con chân. Được hả? Lấy đồ kẹp không? Lấy cái đồ đặc. Oh, yeah. Mm. Ah, yeah. Kéo cái kéo được rồi. Kéo con. Phi không bao tay lại con. Lấy bao tay mà lấy bao tay này. Giấy nào cho. Này chắc phải phải đập ra giống như mình bữa hổm kìa. Có ham không? Cái meat tenderizer. Sao cái búa cái thớt tròn của ba để đâu? Cái tấm khăn đó. Dạ. Rồi người nào muốn đập lại đó đập hay là một. Chén này cho gì? Chén đó hả? À để cho gì? Cái càng con được bự hơn hả chị ha. Yeah. Càng con cái này nó nhỏ quá, nhớ bữa hổm cái càng bự thì bự ha. Yeah. Càng bự nó dễ dẫn lại mà cái nóng hả? Không, con được chung tay hả? Nhưng mà nóng hả? Không, con đập vô tay con hả? Tay. Ơ vậy dạ. Sao không? Chảy máu chứ rồi. Everything was going so well. Oh, rose. Yeah, I found a way. Ngon hơn chứ đâu, nó ăn liền đó.
Get the hammer, please. Get the hammer. Because I'm just saying, get the hammer if you're gonna do it. Sao nó biết các chắc kiểu này hay quá vậy? Nghĩa là không có phải không có phải là dở giống như mà mình vừa học á. Chắc gì quá thế, dẫn quá. Tại cái này là mảnh à. Very is very hard shell. Cứng. Cứng quá cái có phải sao? Mở như khó lắm hả? Vậy sao? Là muốn làm cho bố phúc không? Không. Không có làm nó nhảy đất khỏi ăn luôn. Thì đất cứ cho con. Cho con. Với lại cái vỏ nó cũng cứng nè. Mẹ làm nó tức cua kia quá, con bể dễ được. Kia khẩn thì được rồi. This one is the more big for this girl. Con của ông Quân nó điểm lấy cái cua một càng con hả? Một càng. Cua một càng à? Giống như nó bị rụng mất một càng đó. Nhưng mà nó nói là không có phải là tại bị rụng mà là tại cái loại nó đã bị hồi lúc nó sanh ra có một càng. Giống như mấy con bị tạc kia. Mà nó không phải là thịt chắc. Nói gì If he needs to feed there, celebrate. If he needs to feed there, celebrate. Help my birthday. I'll glad to do it. The cake's for you. I'm a different kind of special. Me? Thế thôi cũng được. Thế chắc á, chắc là cái ngọt, chắc là cái ngọt. Lượng cho mẹ mẹ ăn cái xin cái trứng này con thế nào không chưa rồi để cho con nào không chưa rồi biết sao chứng uống không nào thôi thôi em hiểu rồi cha rồi đó đừng cho nó thấy kiểu này này là cái gì của nó ta cái gì ta không phải trứng không phải trứng nào không phải trứng rồi phải chứ chắc ghê là cái gì của nó nó cứ ngắt à ngon ăn được cái gì vậy vậy ngon chỉ là tiếng đâu phát absolutely not nó cứng thờ vào bộ không ngon hả mềm mềm nếu đại là cứng mềm mềm nó cứng với nó sắp người ta nó cứng cứng mới ngon á phải không nó thích ăn thịt thơm chị ta này là